Trước khi bão đổ bộ, các nhà thầu đã thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo đúng phương án được thẩm định và phê duyệt, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và ban quản lý dự án. Mặc dù được phòng chống rất tốt, nhưng cơn bão lớn cũng làm hư hỏng 1 km đê bao YouTube, làm trôi khoảng 96.500 mét khối cát nền đê, ước giá trị thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng. Hai cái đoạn Hạp Long là thi công sau, do đó cái chưa có được cái lớp che phủ cần thiết mà cơn bão quá to, thế nên dẫn đến nước biển đã kéo sôi đi một số cái lượng cát và các cái bao đê gieo tút. Thì tổng thống kê thiệt hại sơ bộ khoảng 25 tỷ đồng. Tuy nhiên cái toàn bộ cái này thì chúng tôi đã mua bảo hiểm và đơn vị bảo hiểm sẽ xuống xác định và đền bù cho nhà thầu theo đúng quy định và không ảnh hưởng gì đến ngân sách thành phố. Cùng với việc phối hợp với các đơn vị bảo hiểm để tính toán bồi thường thiệt hại, ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực máy móc thiết bị để thi công bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Thời điểm này, đơn vị thi công đã thực hiện được gần 60% giá trị hợp đồng, cơ bản hoàn thành Hợp Long và đắp cát nền đê, lắp đặt thiết bị các cống A1, A2, A3 cùng nhiều hạng mục khác. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để bù lại cái thời gian để dừng lại cho cơn bão. Từ giờ đến cuối năm sẽ thực hiện thi công toàn bộ cái phần lát mái đê và đắp đê đến cao trình thiết kế. Để lại còn lại toàn bộ cái phần mặt đê và phần tường chắn sóng sẽ hoàn thành trong năm 2025. Tuyến đê biển Nam Đình Vũ có chiều dài gần 13.000 mét, thuộc địa bàn phường Đông Hải 2 và phường Tràng Cát, quận Hải An, có tổng mức đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách trung ương, thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn, chịu tác động nhiều của thời tiết, song ban quản lý dự án và các nhà thầu quyết tâm bám sát đường căng tiến độ, tập trung các biện pháp ứng phó với thiên tai, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9 năm sau theo đúng cam kết.